Câu 162 đến câu 164, đây là một cái memo thư báo nội bộ ha. Câu 162, why, tại sao cái thư báo này được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của thư báo, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của thư báo nha. Câu A, to arrange, để sắp xếp một cái meeting, cuộc họp về những cái việc renovation, tân trang cải cách trong tương lai. Câu B, to discuss, để thảo luận về những cái sự phàn nàn nhân viên gần đây. Câu C, to remind, để nhắc nhở nhân viên về cái công việc renewal, đổi mới. Câu D, để hỏi, để yêu cầu, suggestion, những cái sự đề xuất về một cái dự án redevelopment. Rồi bây giờ mình vào đoạn đầu của cái thư báo trước em nha. Cùng đọc nào. Cái thư báo này được gửi đến cho all staff, tất cả nhân viên, gửi đến từ quản lý Angelo Romanov. Chủ đề là những cái improvements, những cái sự cải tiến về tòa nhà. Dear all, gửi tất cả mọi người, please remember that, vui lòng hãy nhớ rằng cái việc renovation, cái việc tân trang, entire, toàn bộ cái tòa nhà trụ sở chính sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa từ bây giờ. The work, cái việc thi công thì sẽ take place, diễn ra one floor at a time, từng tầng một, bắt đầu từ tầng thứ 5 và di chuyển xuống. Vậy mục đích của thư báo chính là để nhắc nhở mọi người về cái việc renovation, tân trang cái tòa nhà sắp diễn ra, phải không nào? Có cái cụm là please remember that, hãy nhớ rằng, có nghĩa là nhắc nhở người ta đó em. Nhắc nhở là câu nào về em hả? Và câu C, phải không nào? Là để nhắc nhở nhân viên về renewal work, là cái việc đổi mới đó em. Cái việc đổi mới chính là cái việc tân trang đó ha. Nó bằng nghĩa với từ renovation. Ok, đáp án là câu C ha. Câu 163, cái điều gì được chỉ ra, được nói về cái tòa nhà? Sẽ bán trước nha câu A. Nó là một cái structure, cái kết cấu, cái công trình kiến trúc có 5 story, là có 5 tầng đó em. Đáp án là câu A, phải không nào? Đó để mình đọc rồi. Em đọc lại nè. Sắp tới thì nó sẽ tân trang entire, toàn bộ cái tòa nhà này. The work, cái việc thi công thì sẽ diễn ra one floor at a time, là từng tầng một á. Bắt đầu từ tầng thứ 5 trở xuống, có nghĩa là nó có 5 tầng, phải không nào? Vậy đáp án là câu A luôn ha. Ok. Câu 164, the employees, nhân viên ở tầng thứ 3 được yêu cầu làm gì? Vậy từ khóa chính là employees on the third floor, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Report, báo cáo những cái vấn đề hay là sự lo lắng của họ cho leader, cái người đứng đầu, hay là trưởng cái đội renovation, tân trang. Câu B, hỗ trợ giúp đỡ cho những cái bài thuyết trình trong các phòng hội nghị. Câu C, đợi những cái thông tin sắp tới từ người giám sát của họ. Câu D, distribute, phân phát những cái bản hướng dẫn của người quản lý. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là employees on the third floor ở vị trí nào em nhé. Rồi dò tiếp em nhé. Không có phong nào đoạn số 2 đem xem có không? À, đây có từ the third floor và có từ employees nè, em đọc câu này thử nha. Khi mà đến lúc renovate, tân trang cái tầng thứ 3 đó, thì nhân viên mà thường làm việc ở đó sẽ được redistributed, phân phối lại đến những cái khu vực khác của tòa nhà. Cho các bạn phong nào đọc tiếp nha. Chúng tôi hy vọng là cái điều này sẽ không có bất kỳ cái vấn đề gì, bởi vì chỉ có a dozen, 12 nhân viên làm việc ở tầng đó. Cũng chưa đáp án luôn, đọc tiếp nha. Những cái nhân viên đó đó thì được yêu cầu là wait for, chờ đợi những cái sự hướng dẫn thêm từ trưởng nhóm của họ. Ok, vậy thì em xem nè, họ được yêu cầu chờ đợi những cái sự hướng dẫn thêm từ trưởng nhóm của họ. Vậy họ cần phải chờ đợi thêm cái sự hướng dẫn, chờ đợi thêm thông tin, phải không nào? Vậy câu nào là chờ đợi thêm thông tin vậy em? Đáp án nào? À, câu C, phải không nào? Là expect, là chờ đợi những cái thông tin thêm từ cái người giám sát của họ ha. Những cái thông tin thêm ở đây, những cái thông tin sắp tới chính là further instruction, phải không nào? Còn team leader chính là supervisor, phải không? Vậy đáp án là câu C nha. Sau cùng hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái thư báo gửi đến cho tất cả nhân viên, gửi từ quản lý Angelo Romanov. Chủ đề là Building Improvement. Mình có từ Improvement là sự cải tiến hay là sự cải thiện đấy em. Building Improvement là những cái sự cải tiến tân trang tòa nhà ha. Dear all, gửi tất cả mọi người, vui lòng hãy nhớ rằng cái việc renovation là việc tân trang hay là cải tiến á, nó bằng với từ improvement ha. Cái việc tân trang cải tiến entire là toàn bộ đấy em. Toàn bộ cái tòa nhà headquarters là trụ sở chính ha, thì sẽ bắt đầu 2 tuần nữa từ bây giờ. The work, cái việc thi công thì sẽ take place, là diễn ra one floor at a time, từng tầng một. Bắt đầu từ tầng thứ 5 và di chuyển xuống. Each floor mỗi tuần thì được schedule, được sắp xếp, được lên lịch là mất 1 tuần để mà hoàn tất. Tôi đã discuss, thảo luận cái điều này cùng với những người trưởng nhóm và một cái solution. Mình có từ solution là giải pháp nè. Và một cái giải pháp đã được reach, đã được đưa ra để mà deal with. Mình có từ deal with là xử lý hay là giải quyết ha. Đã được đưa ra để mà xử lý, giải quyết cái concerns, là những cái vấn đề có liên quan đấy em. Xử lý, giải quyết những cái vấn đề, những cái lo ngại có liên quan đến cái workspace, là cái không gian làm việc, cái nơi làm việc trong suốt cái khoảng thời gian này.
While trong lúc trong khi mà cái tầng của bạn nó đang được renovated, nó đang được tân trang cải tiến đó, thì cái nơi mà bạn có thể làm việc là ở những cái phòng conference, là hội nghị đó em. Ở những cái phòng hội nghị ở tầng thứ 3, khi mà đến lúc renovate, tân trang cải tiến cái tầng thứ 3 đó, thì những nhân viên, những người mà normally thường làm việc ở đó sẽ được redistributed. Mình có từ distribute là phân phối hay là phân phát, còn redistribute có nghĩa là phân phối lại ha. Sẽ được phân phối lại đến cái rest, là cái khu còn lại hay là cái phần còn lại, đến những cái khu còn lại của tòa nhà. Chúng tôi hy vọng rằng cái việc này nó sẽ không xuất hiện, nó không gây ra bất kỳ cái vấn đề gì. Since, bởi vì chỉ có a dozen, mà cái từ dozen là một tá, là 12 đấy em. Chỉ có 12 nhân viên, những người mà permanently, mà cái từ permanently có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lâu dài, nghĩa thứ hai là cố định hay là thường trực đấy em. Ở đây có nghĩa là cố định hay là thường trực ha. Chỉ có 12 nhân viên, những người mà làm việc cố định thường trực ở cái tầng đó. Những nhân viên này thì được yêu cầu là chờ instructions, mà có từ instructions là sự hướng dẫn nên được yêu cầu là chờ đợi những cái sự hướng dẫn thêm từ trưởng nhóm của họ. I apologize, mà có từ apologize là xin lỗi ha. Tôi xin lỗi in advance là trước đây. Trước, tôi xin lỗi trước vì bất kỳ cái inconvenience là cái sự bất tiện ha. Inconvenience là sự bất tiện. Tôi xin lỗi trước về bất kỳ cái sự bất tiện nào mà cái situation là cái trường hợp hay là cái tình huống. Vì cái sự trường hợp, cái tình huống này có thể create. I apologize là tôi xin lỗi in advance là trước. Tôi xin lỗi trước vì bất kỳ cái inconvenience là cái sự bất tiện nào mà cái situation là cái tình huống hay là trường hợp đấy em. Mà cái tình huống, cái trường hợp này có thể gây ra trong những tuần sắp tới. Tôi tin rằng là chúng ta có thể cùng nhau làm việc để mà làm cho cái process, mà cái từ process là cái quá trình hay là quy trình em. Để làm cho cái quá trình, cái quy trình nó diễn ra smoothly, là trơn tru, suôn sẻ đấy. Nó diễn ra trơn tru, suôn sẻ nhất có thể. Nếu mà bạn có bất kỳ cái queries, mà cái từ queries nó bằng với từ questions là câu hỏi hay là thắc mắc đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc gì thêm á, thì vui lòng hãy liên hệ với lại những người trưởng nhóm của bạn. Rồi cảm ơn ha. Câu 163, câu em mình có từ story là tầng đấy em. Thường thường story là câu chuyện phải không, nhưng story là tầng nữa. Câu A là một cái structure, một cái công trình kiến trúc có 5 tầng, được không nào? Rồi tiếp câu B mình có từ demolish. Demolish có nghĩa là phá hủy đấy em, nó bằng với từ destroy đó, phá hủy ha. Câu B là nó sẽ được phá hủy vào năm tới, được không nào? Rồi câu 164, câu A mình có từ crew là đội hay là nhóm ha. Crew, đội hay là nhóm. Đội hay là nhóm. Rồi, câu A là báo cáo những cái vấn đề có liên quan hay là những cái sự lo ngại đến cái người trưởng nhóm renovation là tân trang. Rồi câu B mình có từ assist là hỗ trợ hay là giúp đỡ đây. Động từ assist là hỗ trợ hay là giúp đỡ ha. Câu C mình có từ expect là mong đợi hay là chờ đợi. Forthcoming là sắp tới đây, nó bằng với từ upcoming ha. Upcoming hay là forthcoming, sắp tới. Chờ đợi những cái thông tin sắp tới. Từ supervisor, mình có từ supervisor là người giám sát đây. Chờ đợi những cái thông tin sắp tới từ những người giám sát của họ, được không nào? Rồi tiếp câu đi, mình có từ distribute là gì? Phân phát hay là phân phối ha, lúc nãy mình gặp rồi. Ok. Câu 165 đến câu 167, đây là một cái trang web ha. Câu 165, what is given, cái gì sẽ được đưa cho hay là cung cấp cho khách hàng khi mà họ đặt một cái đơn hàng? Về từ khóa chính là give và place an order, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. A payment receipt, một cái hóa đơn thanh toán. Câu B, a time, thời gian để mà pick up, lấy một cái sản phẩm hay là hàng hóa. Câu C, cái phí giao hàng ước tính. Câu D, một cái menu đã được cập nhật. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa nằm ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn em ha. Rồi cùng dò nào. Rồi ở đây có từ place an order, phải không nào? Và ở đây có từ give nè em. Đọc hai câu này nha. Simply, đơn giản là hãy xem qua cái menu hiện tại của Lunch On Demand. Place an order, đặt một cái đơn hàng và thanh toán trên website của chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ đưa cho bạn một cái số confirmation là xác nhận nè. Một cái số xác nhận và cái thời gian mà cái thức ăn của bạn nó sẵn sàng, nó đã được làm xong. Vậy thì em xem là khách hàng khi mà place an order, khi đặt hàng á, thì nhận được hai cái. Cái thứ nhất là số xác nhận, phải không nào? Cái thứ hai là cái thời gian mà cái thức ăn
cái sản phẩm nó đã sẵn sàng, nó đã được làm xong. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chỉ có thể là câu B thôi, phải không nào? Là khách hàng sẽ được đưa cho cái thời gian để mà lấy cái sản phẩm, cái hàng hóa. Và cụ thể cái sản phẩm, cái hàng hóa ở đây chính là the food, là thức ăn, phải không nào? Câu 166, how can, làm thế nào, bằng cách nào thì những khách hàng qualify có đủ điều kiện để mà nhận được một cái coupon, một cái phiếu khuyến mãi. Về từ khóa chính là coupon, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Bằng việc đặt một cái đơn hàng tối thiểu, câu B. Bằng việc mời người khác tham gia vào một trang web, câu C. Bằng việc register, đăng ký trước deadline, trước hạn chót, câu D. Bằng việc đặt thức ăn từ một cái địa điểm cụ thể. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giờ xem từ khóa là coupon này ở vị trí nào em nhé. Cùng giờ nào. Câu 166, how can, làm thế nào, bằng cách nào thì những khách hàng qualify có đủ điều kiện để mà nhận được một cái coupon, một cái phiếu khuyến mãi. Về từ khóa chính là coupon, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Bằng việc đặt một cái đơn hàng tối thiểu, câu B. Bằng việc mời người khác tham gia vào một trang web, câu C. Bằng việc register, đăng ký trước deadline, trước hạn chót, câu D. Bằng việc đặt thức ăn từ một cái địa điểm cụ thể. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giờ xem từ khóa là coupon này ở vị trí nào em nhé. Cùng giờ nào. Là một không có, phải không nào? Tiếp theo đi em. Ở đây cũng không có luôn. Tiếp theo cũng không có luôn. Ở đây cũng không có ha. Tiếp theo cũng không có. Đoạn cuối đi em. À đây có từ coupon nè. Đọc câu này thử nha. Throughout, trong suốt tháng 8 thì chúng tôi sẽ tặng cho những khách hàng đã đăng ký của chúng tôi một cái phiếu khuyến mãi là $10 cho mỗi khách hàng mới mà họ khuyến khích đăng ký. Và để nhận được một cái phiếu khuyến mãi đen thì họ phải làm gì? Họ phải mời khách hàng mới đăng ký, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B phải không? Ok, đáp án là câu B ha. Câu 167, cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về lunch on demand? Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Nó phù hợp, thích hợp cho những ai không ăn thịt. Về từ khóa chính là không ăn thịt, phải không nào? Em nhờ xem có không. À đây có từ vegetarians, là những người ăn chay. Nó bằng nghĩa với từ không ăn thịt, phải không nào? Mình đọc câu này thử nha. Soups, những cái món soup á, thì chúng tôi kết hợp rau nè, đậu nè, mì, làm cho bạn no đến tối. Perfect, rất là hoàn hảo, tuyệt vời cho những ai ăn chay. Vậy là câu ai có đề cập, phải không nào? Tiếp câu B nha. Nó alters, nó thay đổi menu mỗi tuần. Vậy từ khóa chính là alters menu và every week, phải không nào? Em nhờ xem có không? Ở đây có từ menu và có từ change, thay đổi nó bằng với từ alter nè. Em đọc câu này thử nha. Cái menu của chúng tôi á, thay đổi hàng tuần. Vậy câu B có nói đến luôn em. Tiếp câu C. Nó có thể customize, là chế biến theo yêu cầu của khách hàng đó. Vậy câu C là nó có thể chế biến những tất cả những cái món ăn trong thực đơn của nó theo yêu cầu riêng của khách hàng. Vậy từ khóa chính là customize, phải không nào? Em giờ xem có không? Giờ tiếp ha. Không có, phải không nào? Tiếp theo. Cũng không có luôn. Tiếp theo. Cũng không có luôn em. Tiếp theo. Cũng không có luôn, vì đáp án rất có thể là câu C. Nhưng để chắc hơn mình giờ tiếp câu D đi em xem có không? Câu D là gì? Nó serves, nó phục vụ accompaniments, những cái món ăn kèm cùng với một số món ăn. Về từ khóa chính là accompaniment, phải không nào? Em giờ xem có không? Ở đây mình có từ with, come with. Rồi with nè em, là với hay là đi với, đi kèm với. Nó cũng khá giống với từ accompaniment, phải không nào? Vậy mình đọc hai cái này thử nha. Món thứ nhất là paninis, là chỉ có cái loại bánh mì wholemeal ngon nhất mới được sử dụng để mà chế biến làm ra những cái món sandwich nướng, được phục vụ cùng với sweet potato, là khoai lang chiên. Phải là có món ăn kèm, phải không nào? Thêm một món nữa thử đi em. Stews và curries á, nếu bạn đang tìm kiếm một cái món nào đó mà nó substantial hơn, thì stews và curry của chúng tôi là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Nó ăn kèm với lại cơm và bánh mì. Ok, vậy đáp án câu D là chắc chắn có đề cập rồi, phải không nào? Vậy chỉ có thể là câu nào thôi em? Câu C thôi, là không có đề cập thôi ha. Đáp án là câu C. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đây là một trang web đang ở một home, là trang chủ. Welcome to, chào mừng đến với Lunch On Demand, nơi mà thức ăn thì cả On Demand và In Demand. Ở đây mình có sự khác biệt giữa On Demand và In Demand ha. Một cái sản phẩm mà On Demand là một cái sản phẩm theo yêu cầu của một khách hàng nào đó. Còn sản phẩm mà In Demand là một cái sản phẩm mà đang được rất là nhiều người ưa chuộng, đang có nhu cầu rất là lớn, được đòi hỏi nhiều, được không nào? Từ ngày 8 tháng 8 thì bạn sẽ không cần phải xếp những cái hàng dài để mà chờ lấy thức ăn của bạn nữa. Đơn giản là hãy browse, là xem qua đây. Xem hay là xem qua ha. Hãy xem qua cái menu, cái thực đơn current, là hiện tại. Đơn giản là hãy xem qua cái thực đơn hiện tại của Lunch On Demand. Đặt một cái đơn hàng và thanh toán trên website của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa cho bạn một cái số confirmation, là xác nhận đấy.
Confirmation là xác nhận ha. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn một cái số xác nhận và cái thời gian mà thức ăn của bạn sẽ sẵn sàng. Turn up. Mình có cụm turn up nó bằng với từ arrive, có nghĩa là đến nè. Hãy đến cái location, vị trí, địa điểm của chúng tôi vào cái thời gian mà chúng tôi cung cấp. Rồi nói cho chúng tôi biết cái số của bạn và chúng tôi sẽ đưa cho bạn một cái hộp thức ăn tastiest là ngon nhất nè và healthiest là tốt cho sức khỏe nhất ở bất kỳ đâu trong cái khu trung tâm này. Cái thực đơn của chúng tôi á, thì changes thay đổi hàng tuần nhưng mà luôn luôn bao gồm những cái dishes. Mình có từ dish là cái dĩa hoặc là món ăn, ở đây có nghĩa là món ăn đen, luôn luôn bao gồm những cái món được liệt kê ở bên dưới. Soups, chúng tôi combine, mình có từ combine, động từ là kết hợp đen. Combine, kết hợp ha. Chúng tôi kết hợp những cái loại rau củ freshest, tươi ngon nhất, những cái loại đậu hoặc là lentils là đậu lăng đen, để mà có chất protein, và rice noodles là mì được làm từ gạo hay còn gọi là bún gạo ha. Nutritious là bổ dưỡng. Để mà fill you up, mình có từ fill somebody up, làm cho ai no, làm cho ai có cảm thấy no ha. Để mà làm cho bạn cảm thấy no cho đến bữa tối luôn. Perfect, thật là hoàn hảo, tuyệt vời dành cho những vegetarians là những người ăn chay đó. Món tiếp theo là paninis. Chỉ có cái loại bánh mì wholemeal, wholemeal bread là cái loại bánh mì ngũ cốc nguyên chất đen, nguyên cám ha. Chỉ có cái loại bánh mì ngũ cốc nguyên cám, finest, ngon nhất mới được sử dụng để làm ra, chế biến ra những cái món sandwich toasted là nướng nem, những cái món sandwich nướng của chúng tôi được phục vụ ăn kèm với lại sweet potato là khoai lang chiên nè. Món tiếp theo là stews là những cái món hầm và curries là cà ri đen. Nếu bạn tìm kiếm một cái món nào đó mà nó substantial hơn, mình có từ substantial đó thì thường có nghĩa là đáng kể hay là lớn. Nhưng khi mà nói đến cái ngữ cảnh về món ăn đó, thì substantial có nghĩa là bổ dưỡng đen. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái món nào đó mà nó bổ dưỡng hơn, nó có chất hơn, thì những cái món hầm và cà ri của chúng tôi á là một cái sự lựa chọn hoàn hảo, tuyệt vời. Nó ăn kèm với lại cơm và bánh mì. Tiếp theo là món salads, dành cho những ai mà health conscious. Mình có từ conscious là có ý thức đem, từ này cũng rất là quan trọng ha. Dành cho những ai mà có ý thức về sức khỏe đó, thì chúng tôi combine là kết hợp những cái loại rau xanh crunchy là giòn nè. Crisp. Crisp có nghĩa là giòn hay là tươi ha. Chúng tôi kết hợp những cái loại rau xanh giòn và tươi cùng những cái loại rau củ khác với cái salad dressing. Mình có từ salad dressing là cái dầu giấm để mà trộn salad nè. Dầu giấm để trộn salad ha. Cùng với cái loại dầu giấm trộn salad đặc biệt low fat là ít béo của chúng tôi. Trong số tháng 8 thì chúng tôi sẽ tặng cho những khách hàng register là đã đăng ký. Mình có từ register là đăng ký ha. Dành tặng cho những khách hàng đã đăng ký của chúng tôi một cái coupon là phiếu khuyến mãi đây. Một cái phiếu khuyến mãi là $10 cho mỗi khách hàng mới mà họ khuyến khích sign up đăng ký. Hãy click vào cái từ here này nè để mà có thêm thông tin chi tiết được không nào. Rồi tiếp câu 165. Câu A mình có từ receipt là hóa đơn đây. Receipt là hóa đơn ha. Rồi câu B mình có từ pick up là lấy hoặc là đón. Ở đây có nghĩa là lấy nè. Purchase. Purchase từ này vừa là động từ vừa là danh từ. Động từ á bằng với từ buy có nghĩa là mua. Còn danh từ đem là cái việc mua hoặc là cái hàng hóa, cái sản phẩm được mua. Được không nào? Rồi. Vậy câu B có nghĩa là cái thời gian để mà lấy cái sản phẩm, cái hàng hóa được mua. Được không nào? Câu C mình có từ estimate là ước tính ha. Ước lượng hay là ước tính. Vậy câu C là cái phí giao hàng ước tính. Được không nào? Rồi tiếp câu 167. Câu B mình có từ alter. Động từ alter nó bằng nghĩa với từ change là thay đổi đây. Câu C mình có từ customize là làm theo yêu cầu của khách hàng hoặc là chế biến theo yêu cầu của khách hàng. Vậy câu C có nghĩa là nó có thể chế biến tất cả những cái món trong thực đơn của nó theo yêu cầu riêng của khách hàng. Được không nào? Rồi câu D mình có từ accompaniment có nghĩa là cái vật đi kèm. Cái vật kèm theo đây. Ở đây là cái món kèm theo ha, món ăn kèm theo. Ok. Câu 168 đến câu 171 đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 168 vào lúc 10 giờ 4 phút thì Mr. Fulton rất có thể là có ý gì khi ông ấy viết "It's fine by him" sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy đề nghị là Mr. Painter hãy trade
cái ca làm việc với một người đồng nghiệp, cô B, cái sự thay đổi lịch trình của ông ấy thì phải được chấp thuận bởi Miss Carter. Cô C, ông ấy thì cũng quan tâm, cũng thích làm vào cái giờ buổi sáng. Cô D, người đồng nghiệp của ông ấy thì nhận thấy cái request, cái sự yêu cầu của Miss Panther thì acceptable, có thể chấp nhận được. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem 10h4 phút đang ở vị trí nào em nhé. Rồi ở đây form nào, có cái câu là it's fine by him nè em. Để hiểu được câu này có ý là gì em phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nè em nha. Là 10 giờ nè, đọc tin nhắn này em nhé. That's great news, đó thật sự là một tin tốt. Nó sẽ guarantee, đảm bảo cho doanh nghiệp này một cái thu nhập ổn định. Tôi biết là Harry Lincoln thường làm bữa sáng, nhưng mà as long as miễn là ông ấy không có vấn đề gì với lại cái việc này, thì tôi có thể làm ca sáng thay vì là bữa trưa vào thời gian này hay không? Thì Mr. Fulton nói rằng it's fine by him. Nếu chưa rõ thì em đọc thêm một câu ở phía sau nữa nha. He's with me. Ông ấy thì đang ở với tôi ngay bây giờ và vừa nói với tôi như vậy. Elena, vậy có nghĩa là cái người mà đang ngồi cạnh Mr. Fulton là ai vậy em? Harry Lincoln, phải không nào? Và Harry Lincoln nói rằng đối với ông ấy thì ổn, là không có thành vấn đề gì với cái việc là Miss Panther sẽ chuyển sang làm ca sáng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu đi, phải không? Là cái người đồng nghiệp của ông ấy chính là Harry Lincoln, nhận thấy cái sự đề nghị của Miss Panther là có thể chấp nhận được ha. Ok. Câu 169, khi nào thì Mr. Lincoln bắt đầu những ca làm việc của ông ấy vào mùa tới? Đáp án là những cái giờ, phải không nào? Phải để nhanh đó, thì mình dò những cái giờ xem nó nằm ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, rồi đọc câu này thử nha. Helen Carter nói rằng, so vậy Ellen và Graham có thể làm cái ca làm việc từ 7h30 đến 11h. Còn Henry và tôi á, thì sẽ làm từ 11h30 đến 3h30. Mà Henry chính là ai vậy em? Henry Lincoln, phải không nào? Vậy Mr. Lincoln á, sẽ bắt đầu làm việc từ 11h30, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Là câu C ha, ok. Câu 170, cái điều gì được nói về timeline, về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó thì occasionally, thỉnh thoảng sẽ có cái việc sản xuất vào ban đêm. Câu B, nó đã giảm cái kích cỡ là cái số lượng nhân viên của nó. Câu C, nó sẽ quay phim tất cả những cảnh quay ở trong một cái studio truyền hình. Câu D, nó sẽ premiere trên TV vào năm tới. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem timeline đã ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, rồi cùng đọc câu này em nha. Helen Carter nói rằng, tôi vừa mới nghe được từ producer, nhà sản xuất của Timelight vào sáng hôm nay, và họ muốn extend, kéo dài cái hợp đồng catering, dịch vụ nấu ăn của Kitchen Ballets thêm 2 năm nữa. Chưa đáp án form nào, đọc tiếp ha. The studio, cái studio này á, phải Timelight là một cái studio, phải không nào? Cái studio này á, đã renew gia hạn những cái tập phim truyền hình, vậy chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái lịch trình giống như năm ngoái hay là bạn muốn đổi thời gian? Chưa đáp án luôn, phải không nào? Và bây giờ mình dò tiếp đi em. Tin nhắn lúc 10 giờ 10 phút lúc nãy mình đọc rồi, không có thông tin, phải không nào? Phải đọc tiếp đi em. 10 giờ 4 phút, mình dò xem chỗ nào chưa đọc á. Đây nè, Mr. Fulton nói rằng actually, thật ra thì ông ấy thích làm vào giờ trưa hơn. As for me, đối với tôi á, thì tôi muốn giữ cái ca làm việc vào buổi sáng. Sẽ có thêm bất kỳ cái buổi quay buổi tối nào trong năm nay hay không? Có một cái đáp án là buổi tối, ban đêm là câu nào vậy em? Câu A, form nào em đọc lại thử nha. Là cái timeline đó, occasionally, thỉnh thoảng là sẽ làm việc hay là sẽ có cái việc sản xuất vào ban đêm. Và bây giờ mình sẽ dò xem cái câu trả lời của câu hỏi này á, là có hay không. Rồi em đọc đi. Helen Carter nói rằng there will be, sẽ có some, một số cái ca làm việc vào ban đêm được trả thêm tiền, nhưng mà sẽ không có cái nào kết thúc quá nửa đêm. Vậy chứng tỏ là sẽ có một số cái buổi quay vào ban đêm, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A luôn ha. Ok. Câu 171, điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới tại Kitchen Belly? Về từ khóa chính là next week, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. A list, một cái danh sách của những cái thành viên trong đội sẽ được quyết định. Câu B, a couple of, một vài, những cái người trợ lý mới sẽ được thuê tuyển. Câu C, một số thành viên trong đội sẽ trở lại làm việc từ kỳ nghỉ, sau kỳ nghỉ ha. Câu D, một số người điều hành sẽ stop by, ghé qua một cái cuộc họp. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem next week đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, rồi đọc câu này thử nha em. Anyway, dù sao đi nữa thì chúng tôi có thể thảo luận cái vấn đề đó khi mà chúng tôi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C, phải không? Là vào tuần tới đó sẽ có một số thành viên trong nhóm sẽ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phải không nào? Câu C ha.
Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Đầu tiên Helen Coulter nói rằng: tôi hy vọng tất cả các bạn đang có một kỳ nghỉ thật là tốt, thật là vui. Tôi vừa mới nghe được từ producer, nhà sản xuất của Tom Light vào sáng hôm nay, và họ muốn extend. Động từ extend là kéo dài đấy. Và họ muốn kéo dài cái contract là hợp đồng ha. Catering là dịch vụ nấu ăn đó. Vậy catering contract là hợp đồng dịch vụ nấu ăn. Họ muốn kéo dài cái hợp đồng dịch vụ nấu ăn với lại Kitchen Belly thêm 2 năm nữa. The studio, cái studio này á, đã renew. Động từ renew là gia hạn nè. Đã gia hạn những cái tập phim truyền hình. Vậy chúng ta sẽ giữ cái lịch trình giống như năm ngoái, hay là bạn muốn switch, là chuyển là đổi đây. Chuyển hay là đổi ha. Hay là bạn muốn chuyển đổi cái thời gian. Thì Penta nói rằng that's great news, đó là một tin thật là tốt. Nó sẽ guarantee là đảm bảo hay là bảo đảm nè. Nó sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp, cho công ty một cái income. Mình có từ income, danh từ là thu nhập ha. Một cái thu nhập steady là đều hay là ổn định. I know, tôi biết rằng Henry Lincoln thường làm bữa sáng. Nhưng mà as long as, miễn là ông ấy không có vấn đề gì với điều này, thì tôi có thể, mình có từ shift là ca làm việc đấy. Thì tôi có thể làm cái ca làm việc buổi sáng thay vì là buổi trưa vào thời gian này hay không? Thì Mr. Fulton nói rằng it's fine by him, đối với ông ấy thì ổn, về phía ông ấy thì ổn. Ông ấy đang ở với tôi bây giờ và vừa nói với tôi như vậy, Elena. Ông ấy actually, mình có từ actually là thực ra hay là thực sự đấy. Thực ra, thực sự thì ông ấy thích midday, giữa ngày hay là buổi trưa hơn. Còn đối với tôi thì tôi muốn stick là giữ cái ca làm việc buổi sáng. Sẽ có thêm bất kỳ cái buổi quay nào vào buổi tối trong năm nay hay không? Thì Helen Coulter nói rằng vậy Alan và Graham có thể làm cái ca làm việc từ 7:30 sáng đến 11:00. Henry và tôi sẽ làm từ 11:30 đến 3:30. Sẽ có một số cái ca làm việc vào buổi tối được nhận thêm lương, nhưng mà không có cái nào sẽ kết thúc quá nửa đêm. In addition, thêm vào đó, the show, cái chương trình á, thì cũng sẽ được quay phim ở bên ngoài cái studio vào mùa này. Trong cái mùa này, vì thế chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái adjustment. Mình có từ adjustment, danh từ là sự điều chỉnh đây. Adjustment, sự điều chỉnh ha. Chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái sự điều chỉnh. Anyway, dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ có thể thảo luận cái issue. Mình có từ issue là vấn đề đây. Chúng ta sẽ có thể thảo luận cái vấn đề đó khi mà chúng ta return, trở lại làm việc từ cái vacation. Mình có từ vacation là kỳ nghỉ đây. Trở lại làm việc từ kỳ nghỉ vào tuần tới ha. Rồi Penta nói rằng the number of là cái số lượng đây. Cast là diễn viên ha. Cast là diễn viên. Cái số lượng diễn viên và crew là đội nhóm nhân viên đây. Số lượng diễn viên và đội nhóm nhân viên thì cũng giống như cũ phải không? Mr. Fulton nói rằng dường như là có nhiều công việc hơn vào năm ngoái. Helen Coulter: vâng đúng rồi Alan. Sẽ có tổng cộng là 88 người cần phục vụ cho ăn, cần để nấu cho ăn ha, thay vì là 67 người. Và Graham à, tôi nghĩ rằng á là sẽ có nhiều công việc hơn, nhưng mà họ sẽ trả thêm cho chúng ta. Vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta có thể afford to. Mà có từ afford to do something có nghĩa là có khả năng làm điều gì đó ha. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có đủ khả năng để mà hire, thuê tuyển a couple of là một vài đấy. Thuê tuyển thêm một vài assistants. Assistant có nghĩa là người hỗ trợ hay là trợ lý ha. Trợ lý hay là người hỗ trợ, người trợ giúp, được không nào? À, chúng ta sẽ có thể có đủ khả năng để mà tuyển thuê thêm một vài cái người giúp chuẩn bị thức ăn, được không nào? Rồi tiếp câu 168, câu D mình có từ acceptable, có nghĩa là có thể chấp nhận được hay là phù hợp, thích hợp ha. Vậy câu D có nghĩa là cái người đồng nghiệp của ông ấy thì nhận thấy rằng cái sự đề nghị, cái lời đề nghị của Miss Panther thì có thể chấp nhận được, thì phù hợp, được không nào? Sẽ có 170, câu A mình có từ occasionally, có nghĩa là thỉnh thoảng hay là thi thoảng ha. Occasionally, thỉnh thoảng hay là thi thoảng. Rồi, câu C mình có từ scene, là cảnh quay đây. Scene là cảnh quay ha. Câu D mình có từ premiere, là công chiếu lần đầu cái gì đó. Ví dụ như một bộ phim được công chiếu lần đầu ha. Công chiếu lần đầu. Vậy câu D là nó sẽ được công chiếu lần đầu trên TV vào năm tới. Câu 171, câu D mình có từ executive, có nghĩa là người điều hành hay là giám đốc điều hành đấy. Stop by là ghé qua ha, ghé qua chỗ nào đó. Vậy câu D là một số cái người điều hành á, sẽ ghé qua một cuộc họp, được không nào? Câu 172 đến câu 175, đây là một cái memo thư báo nội bộ ha. Câu 172,
Cái mục đích chính của thư báo là gì? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của thư báo. Đối với dạng này thì mình đã đáp án trước, sau đó là đoạn đầu hoặc đoạn cuối của thư báo ha. Đó là đáp án trước nào? Câu A, to announce, để thông báo một loạt những cái promotions, chương trình khuyến mãi hay là quảng cáo ha. Câu B, to remind, để nhắc nhở nhân viên về cái sự thay đổi chính sách. Câu C, để cung cấp những cái hướng dẫn về việc relocation, thay đổi địa điểm cho nhân viên. Câu D, to introduce, để giới thiệu nhân viên mới. Rồi bây giờ mình sẽ vào đặt cái đoạn đầu của thư báo trước em nha. Cùng đọc nào. Thư báo được gửi đến cho tất cả nhân viên của bộ phận quảng cáo, gửi từ Eleanor Danes, giám đốc quảng cáo. As you may know, như bạn biết, thì bộ phận của chúng ta sẽ được phân chia làm hai. Bắt đầu từ đầu tháng tới, thì tất cả nhân viên mà thuộc cái mảng quảng cáo online đó sẽ có cái văn phòng làm việc riêng của họ ở tầng thứ hai, và cái bộ phận này sẽ được gọi là Online Promotions Department. Những nhân viên còn lại thì sẽ vẫn ở cái nơi hiện tại ở tầng thứ 3, và cái bộ phận này sẽ tiếp tục được gọi là Advertising Department. Vậy cái thư báo này đang nói về việc gì vậy em? Cái đoạn này đang nói về việc là có một cái bộ phận quảng cáo, nó được chia ra làm hai phong nào. Một cái là Online Promotions Department, một cái là Advertising Department. Thì cái Advertising Department á, cái nơi làm việc vẫn giữ như là hiện tại, là ở tầng thứ 3, phải không nào? Còn cái bộ phận mới được tách ra là Online Promotion Department á, thì sẽ di chuyển xuống ở cái phòng làm việc mới ở tầng số 2, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chỉ có thể là câu C thôi, phải không nào? Là cung cấp cái hướng dẫn về cái việc relocation, thay đổi địa điểm, đổi chỗ cho nhân viên. Còn câu A là gì? Thông báo một loạt, một chuỗi những cái quảng cáo hay là khuyến mãi là không có, phải không nào? Câu B nhắc nhở nhân viên về những cái sự thay đổi chính sách, không có chính sách gì cả, phải không? Trời tiếp câu D là giới thiệu nhân viên mới cũng không có luôn em, đáp án là câu C ha. Câu 173, điều gì sẽ xảy ra trước ngày 1 tháng 3 và từ khóa chính là trước ngày 1 tháng 3, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Những cái trang thiết bị mới sẽ được giao đến, câu B. Assignments, những cái sự chỉ định về nơi làm việc sẽ được dán lên, đăng lên, câu C. Một cái văn phòng sẽ đóng cửa tạm thời, câu D. Các nhân viên thì sẽ hoàn tất cái việc tân trang cải tiến. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dạy từ khóa xem ngày 1 tháng 3, trước ngày 1 tháng 3 nằm ở vị trí nào em nha. Rồi cùng dạy nào. Ở đây form nào có ngày 1 tháng 3 nè em, đọc câu này thử nha. Khi bạn arrive, khi bạn đến văn phòng vào ngày 1 tháng 3, thì những cái bảng hiệu liệt kê nêu ra những cái nơi làm việc đã được chỉ định sẽ được đặt trước những cái cửa chính của các bộ phận. Vậy thì em xem nè, vào ngày 1 tháng 3 đó, khi đến văn phòng thì sẽ nhìn thấy được những cái bảng hiệu mà nó liệt kê, nó đưa ra những cái nơi làm việc đã được chỉ định. Vậy có nghĩa là trước ngày 1 tháng 3 thì những cái bảng hiệu liệt kê những cái nơi làm việc chỉ định này phải được đăng lên rồi, phải được dán lên rồi, để mà người ta đến vào ngày 1 tháng 3 thì sẽ thấy, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B, phải không nào? Là những cái sự chỉ định về nơi làm việc á sẽ được đăng lên trước ngày 1 tháng 3 ha, để ngày 1 tháng 3 người ta vào, người ta đến, người ta sẽ thấy nó rồi ha. Đáp án là câu B. Câu 174, điều gì đúng về Advertising Department, cái bộ phận quảng cáo, về từ khóa chính là Advertising Department, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Một trong những cái nhóm của nó sẽ được transfer, sẽ được chuyển đến cái bộ phận Marketing. Câu B, các nhân viên của nó ở tầng số 3 thì sẽ có được một ngày nghỉ vào ngày 26 tháng 2. Câu C, nó sẽ được split off, phân chia thành hai nhóm, làm việc ở hai tầng khác nhau. Đáp án là câu C, phải không nào? Đó để mình đọc rồi đấy em. Đây này, cùng xem lại nha. Đây, như bạn đã biết thì cái bộ phận của chúng ta là bộ phận gì? Bộ phận quảng cáo, đây nè em, cái người nhận là nhân viên của bộ phận quảng cáo nè. Cái bộ phận của chúng ta sẽ được chia làm hai. Thì một cái là Online Promotion Department, làm việc ở một tầng mấy em? Tầng số 2, phải không nào? Còn một cái là Advertising Department, là vẫn giữ nguyên cái vị trí hiện tại là làm việc ở tầng số 3, phải không? Vậy đáp án là câu C ha, ok. Câu 175, ở vị trí nào để đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về, đọc câu ra kép trước nha. Những cái containers, vật chứa, thùng chứa bằng plastic, bằng nhựa để mà cất giữ hay là chứa những cái belongings, vật dụng cá nhân á, thì cũng sẽ được cung cấp cho các nhân viên này. Sau khi hiểu rõ câu này rồi á, thì mình sẽ đọc những cái câu ở phía trước các vị trí được đánh số, xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa em nha. Vị trí số 1 trước nào. Sẽ cùng đọc câu ở phía trước nha. Đọc lại câu này em ha, từ cái chỗ là starting nè. Bắt đầu từ đầu tháng tới thì tất cả nhân viên mà thuộc cái mảng quảng cáo online đó sẽ có cái văn phòng làm việc riêng của họ nằm ở tầng thứ 2, và cái bộ phận này sẽ được gọi là Online Promotions Department. Không có liên quan, phải không nào? Phải đọc tiếp vị trí số 2 đi em. Ở đây ha, đọc câu ở phía trước nào.
all staff members, tất cả những nhân viên mà làm ở cái bộ phận quảng cáo online đó, thì được yêu cầu là dọn dẹp cái bàn làm việc của họ, dọn tất cả những cái vật dụng và đặt chúng vào những cái crates bằng nhựa mà sẽ được cung cấp vào thứ sáu ngày 26 tháng 2. Vậy thì em xem nè, cái câu ở phía trước vị trí số 2 cũng nói về việc là nhân viên được cung cấp những cái crates bằng nhựa để mà chứa những cái vật dụng khi mà dọn đồ. Và cái câu này đi em, cái nghĩa nó rất là giống với lại cái câu đầu kép. Nếu mình thêm cái câu đầu kép vào vị trí số 2 á, thì thông tin nó sẽ bị thừa, phải không nào? Tại vì hai thông tin này nó giống y chang với nhau. Nó hơi kỳ ha. Vậy mình đọc vị trí số 3 đi em. Ở đây, câu ở phía trước hôm nay mình đọc rồi, bây giờ mình đọc lại nha. Khi bạn đến cái văn phòng vào ngày 1 tháng 3 đó, thì những cái bảng hiệu mà nó nêu lên, nó liệt kê ra những cái nơi làm việc được chỉ định sẽ được đặt ở phía trước những cái cửa chính của bộ phận. Không có liên quan phong nào. Vị trí số 4 thử đi em. Đây ha, câu phía trước. Employees, những nhân viên, những người mà là thành viên của cái nhóm được dẫn đầu bởi Timothy Wendell, Sinead Barry và Gina John thì sẽ di chuyển đến những cái bàn làm việc khác. Vậy thì em xem có liên quan không? À, khi mà những cái thành viên, những cái nhân viên của các nhóm này mà di chuyển sang cái bàn làm việc khác thì họ cũng phải dọn đồ, phải không nào? Và những cái vật chứa, những cái thùng chứa bằng nhựa để mà chứa cất giữ những cái vật dụng cá nhân cũng sẽ được cung cấp cho những nhân viên này. Rất là liên kết, phải không nào? Vậy đáp án là câu câu đi ha, vị trí thứ tư ha. Cô dịch lại hai câu này để em dễ hiểu hơn nha. Có nghĩa là gì? Những nhân viên, những người mà thuộc thành viên của các nhóm mà được dẫn đầu, được lãnh đạo bởi Timothy Wendell nè, Sinead Barry và Gina John sẽ di chuyển đến những cái bàn làm việc khác. Khi mà di chuyển đến những cái bàn làm việc khác thì bắt buộc là họ phải dọn dẹp cái bàn làm việc hiện tại của họ, phải không nào? Và do đó những cái thùng chứa nè, những cái vật chứa bằng nhựa để mà cất giữ, để mà chứa những cái vật dụng cá nhân á, cũng sẽ được cung cấp cho họ, cho những nhân viên này, được không nào? Ok. Sau cùng nhau hệ thống là những từ được highlight trong bài này các em nha. Đây là một cái thư báo nội bộ gửi đến cho tất cả nhân viên của department. Mà có từ department là bộ phận hay là phòng ban trong một cái công ty đấy. Gửi đến tất cả nhân viên của bộ phận quảng cáo, gửi từ Eleanor Deans, Director là giám đốc ha, giám đốc quảng cáo. Như bạn biết thì bộ phận của chúng ta sẽ được divided into, mà có từ divide into là phân chia thành hay là chia thành ha, sẽ được phân chia thành hai nhóm. Bắt đầu từ đầu tháng tới thì tất cả nhân viên mà thuộc cái mạng quảng cáo online đó sẽ có cái văn phòng làm việc riêng của họ ở tầng thứ hai, và cái division, mà có từ division danh từ là sự phân chia hoặc có nghĩa là cái bộ phận hay là đơn vị đen, và cái bộ phận, cái đơn vị này sẽ được gọi là cái phòng ban, cái bộ phận promotions. Mình có từ promotions có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là thăng tiến, nghĩa thứ hai là quảng cáo, nghĩa thứ ba là khuyến mại. Ở đây có nghĩa là quảng cáo đây, sẽ được gọi là cái bộ phận quảng cáo online. Remaining staff, những nhân viên remaining là còn lại đây, những nhân viên còn lại ha. Những nhân viên còn lại thì sẽ ở cái nơi current là hiện tại, sẽ ở cái nơi hiện tại ở tầng thứ 3. Và cái division, cái bộ phận, cái đơn vị này á, sẽ tiếp tục được gọi là bộ phận quảng cáo. Vào ngày 27 và 28 tháng 2 thì movers, những nhân viên chuyển đồ, những người chuyển đồ á, sẽ relocate. Mình có từ relocate là di dời hay là thay đổi địa điểm đó em, sẽ di dời những cái furniture là đồ đạc hay đồ nội thất ha, và equipment là những cái trang thiết bị văn phòng. Tất cả những nhân viên làm việc ở cái bộ phận quảng cáo online thì được yêu cầu là dọn dẹp bàn làm việc của họ, dọn tất cả những cái vật dụng và đặt chúng vào những cái crates. Mình có từ crates là cái sọt hay là cái thùng đem, và những cái sọt, cái thùng nhựa mà nó sẽ được cung cấp vào ngày thứ sáu ngày 26 tháng 2. Khi bạn đến văn phòng vào ngày 1 tháng 3 thì những cái sign, mình có từ sign là bảng hiệu, ký hiệu hay là bảng chỉ dẫn đó, những cái bảng hiệu, những cái bảng chỉ dẫn mà nó liệt kê, nó đưa ra những cái nơi làm việc được assign. Mình có từ assign, động từ là chỉ định đem, assign chỉ định ha, mà nó liệt kê, nó đưa ra những cái nơi làm việc được chỉ định sẽ được đặt ở bên cạnh những cái cửa chính của bộ phận hay là phòng ban. The split, cái việc phân chia này thì cũng sẽ affect là ảnh hưởng nè, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái locations, những cái vị trí địa điểm làm việc của một số nhân viên remaining vẫn còn ở tầng thứ 3. Employees, những nhân viên, những người mà là thành viên của những cái nhóm được dẫn dắt, được lãnh đạo bởi Timothy Wendell, Sinead Barry và Gina John sẽ di chuyển đến những cái bàn khác, bàn làm việc khác. Vui lòng hãy pack, đóng gói những cái belonging. Mình có từ belonging có nghĩa là
vật dụng cá nhân đó em. Vui lòng hãy pack, đóng gói những cái vật dụng cá nhân của bạn trước ngày 26 tháng 2. Cảm ơn cái corporation, cái sự hợp tác của bạn. Câu 172, câu B mình có từ remind là nhắc nhở đây, từ này rất là hay gặp ha. Nhắc nhở, remind, nhắc nhở. Rồi, câu C mình có từ relocation là danh từ của động từ relocate, là di dời hay là theo địa điểm, được không nào? Rồi, tiếp instruction là hướng dẫn ha, sự hướng dẫn. Vậy câu C là cung cấp những cái sự hướng dẫn về việc thay đổi địa điểm cho nhân viên. Câu 173, câu B mình có từ assignment là cái sự chỉ định đây. Vậy câu B là những cái sự chỉ định về nơi làm việc sẽ được đăng, sẽ được dán lên ha. Câu T mình có từ renovation, gặp rất nhiều là gì? À, sự tân trang, sự cải tiến ha. Rồi câu 174, câu I mình có từ transfer là chuyển nè. Transfer là chuyển ha. Vậy câu A là một trong những cái đội, cái nhóm của nó đó sẽ được chuyển đến cái bộ phận marketing. Câu C mình có từ split up into là phân chia thành hay là chia thành nè. Câu C là nó sẽ được chia thành hai nhóm mà sẽ làm việc ở những cái tầng khác nhau. Rồi có 175, mình có từ container là danh từ của động từ contain. Động từ contain là chứa hay là bao gồm. Container, danh từ là cái vật để mà chứa, có thể là cái bình, cái lọ hay là cái thùng ha. Containers, vật chứa đựng, được không nào? Ok.